Quý vị và các bạn đang đến với radio của Bóng Đá Plus. Sau đây sẽ là một bài viết của tác giả Thành Vinh với nhan đề Juan Mata, nguồn cảm hứng của Man United. Man United đang trong quá trình định hình lối chơi và đã gặp không ít bất ổn. Trong tình cảnh khó khăn đó, Juan Mata đang trở thành chất xúc tác không thể thiếu giúp Quỷ Đỏ giành được những kết quả như ý. Mùa giải này, Man United đã đầu tư mạnh tay vào thị trường chuyển nhượng để đưa về sân Old Trafford nhiều tân binh chất lượng. Sự kỳ vọng được đặt nhiều vào những tân binh như Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay. Trong tấn công, Wayne Rooney cũng rất được chờ đợi sẽ tỏa sáng ở vai trò trung phong. Nhưng khi những cái tên trên chưa kịp thích nghi và tỏa sáng, Mata vẫn âm thầm mang đến sự mềm mại, lối chơi kết dính và cả những cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Trong cả hai trận đấu tại Premier League mùa này, Mata chính là cầu thủ Man United chơi hay nhất trên sân. Ở trận giao quân với Tottenham, Mata đã chơi rất tốt với những pha xử lý và chuyền bóng tinh tế. Trận đấu đó, cựu tiền vệ Chelsea được tờ Daily Mail chấm điểm 8, cao nhất trong số các cầu thủ có mặt trên sân. Ở trận đấu sau đó với Aston Villa tuần trước, Man United cũng chơi không thật sự ấn tượng. Song, riêng Mata vẫn chơi nổi bật và được bầu là cầu thủ hay nhất trận. Mata đã có 2 đường chuyền đẳng cấp và một trong số đó đã được người đồng đội trẻ Januzaj chuyển hóa thành bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sẽ không quá khi Mata đang là nhân tố ích tại Old Trafford, người đang thầm lặng giúp cho Quỷ Đỏ giữ được sự cân bằng với những kết quả như ý ở những trận đấu đầu mùa. Và với những gì đã thể hiện, Mata cho thấy anh cũng xứng đáng là hạt nhân quan trọng để huấn luyện viên Luis Van Gaal tiếp tục quá trình định hình lối chơi cho Quỷ Đỏ trong thời gian tới. Thực tế thì Mata dường như đã bị lãng quên trước một loạt hợp đồng mới mà Man United đang có được trong mùa hè năm 2015. Sự đột biến trong lối chơi tấn công Quỷ Đỏ được người hâm mộ dồn hết vào tân binh Memphis Depay. Nhưng tất cả đã quên rằng Mata là bản hợp đồng đắt thứ hai lịch sử Man United, 31,31 triệu bảng, sau Di Maria 59,7 triệu bảng. Tiền vệ người Tây Ban Nha đến Old Trafford với sự kỳ vọng lớn mà ban lãnh đạo Man United đặt ở anh. Sau giai đoạn đầu gặp khó khăn trong việc thích nghi với lối chơi của Van Gaal, Mata đã dần duy trì được sự ổn định ở mức cao để có được những đóng góp quan trọng cho Man United ở mùa trước. Trong 9 trận đấu ở cuối mùa giải 2014-2015, Mata đã góp tới 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Phong độ đó đang được tiền vệ người Tây Ban Nha duy trì ở đầu mùa giải này để khẳng định vai trò quan trọng, không thể thay thế trong lối chơi của Quỷ Đỏ. Khi các tân binh vẫn đang loay hoay thích nghi với lối chơi mới, khi Van Gaal vẫn chưa thể tìm ra được những giải pháp tối ưu trong lối chơi tấn công, thì Mata vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Man United. Và với những gì đã thể hiện ở những trận gần đây, Mata sẽ không khiến những fan Quỷ Đỏ phải thất vọng.